Ký sự Đường Trường Sơn huyền thoại. Nhà văn Lỗ Tấn từng nói, trái đất vốn chẳng có đường, người ta đi mãi thì thành đường mà thôi. Nhưng có những con đường không thể đi mãi mà thành, nó tạo dựng lên từ sự kết nối đồng lòng đoàn kết của cả dân tộc với sự dẫn dắt của một con người vĩ đại mang tư tưởng lớn, cùng chung một ước nguyện tự chủ độc lập trên chính mảnh đất cha anh đời trước hết lòng gìn giữ. Đường mòn Hồ Chí Minh đã ghi vào lịch sử những trang sử hào hùng về sức mạnh ý chí và niềm tin quyết thắng của toàn đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam trong việc thống nhất đất nước. Con đường ấy đã phải trả bằng mồ hôi, máu xương của biết bao anh hùng liệt sĩ mới 18 đôi mươi. Họ nằm xuống hiến dâng cả tuổi thanh xuân bảo vệ tổ quốc. Sự hy sinh lớn lao của họ thôi thúc tuổi trẻ thế hệ tiếp nối quý trọng, phát huy truyền thống yêu nước, luôn kiên định đi trên con đường vẻ vang, giữ vững sự nghiệp phát triển và toàn vẹn lãnh thổ. Kính thưa quý vị, hiện tại chúng tôi đang đứng tại ranh giới giữa hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk. Đây là huyện đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk. Kính thưa quý vị, đoàn thanh niên chúng tôi đã đặt chân đến ngã sáu Buôn Ma Thuột, hay còn gọi với một cái tên khá thân quen là ngã sáu Ban Mê, đầy chất thơ, nhạc, không ngừng biến đổi qua thời gian, ghi nhận những thăng trầm của lịch sử khai phá vùng đất cao nguyên Buôn Ma Thuột. Và vẫn còn lưu lại hình ảnh của chiếc xe tăng đầu tiên mở màn cho chiến dịch giải phóng thành phố này. Mảnh đất Buôn Ma Thuột đã chứng kiến những chiến công vang dội của quân đội nhân dân Việt Nam ta. Tư lệnh chiến dịch để có Hoàng Minh Thảo, rồi phó tư lệnh để có Lưu Hoàng Đăng Vũ Hiệp. Như vậy thì là xong rồi, thế thì là tôi là chung cả cái địa phương. Như vậy thì là có anh Căn Huyền, anh Căn ấy, thì là bí thư là đốm, nhưng mà có ông Minh Nguyên ở đây. Như thế là ông Minh Nguyên ở tới mặt của khu hội. Như vậy là đất Buôn Ma Thuột. Tôi đến đất Buôn Ma Thuột nhưng mà ông Bùi Sang đây thì thôi, thì anh phụ trách ở nhà. Chúng tôi phải chung tất cả anh em lên đi trên. Vì một cân nữa đào mà anh thì là bị thầm bị thư thì dạ này đó. Cho nên là học cấp tốc đưa cán bộ, tuy chọn cán bộ đi vào thị xã. Cả nữ, cả nam, cả nữ đi vào thị xã. Nghĩa là 30 dân ở thị xã. Nhưng mà thì là khi mà bắt đầu phùng đơn lên đơn thị xã này có nhiều ý kiến lắm. Hoàng Minh Thảo rồi thì là bộ tông nữa thì là nó là làm có quân cả dân nữa thì là rầy rả lắm. Chứ nhưng mà ông Bùi Sáng thì lại là khác, tôi là khác, thì là đến cả dân cả con lưng. Như vậy thì mới giữ được trọn vẹn. Như vậy thì là cuối cùng là chấp nhận ý kiến chúng tôi. Như vậy là đến cả dân cả quân đi vào thị xã. Như vậy thì là bộ đội biên phòng nghi binh đánh được lập mình ngày 19 đánh được lập. Như vậy thì là khi được lập xong rồi thì được quật lại đánh được một bộ còn cạnh bắc nữa thì là ở cạnh chính. Như vậy cái cạnh chúng tôi ở đây được đâu đó. Như vậy thì là đánh đúng ngày đúng giờ nhiệm chuẩn bị ở trong này chuẩn bị xong. Như vậy là chúng ta được nổ súng. Như một nội dung như thế là cái tướng đồ dự kiến là một tuần, 7 ngày đến thị xã, giải phóng thị xã. Nhưng mà chúng ta làm chỉ có 3 ngày thôi. Chiến dịch Tây Nguyên mật danh chiến dịch 275 là chiến dịch mở đầu cuộc tổng tấn công mùa xuân năm 1975 do quân đội nhân dân Việt Nam phát động tấn công. Với cuộc tiến công của quân đội nhân dân Việt Nam ngày 10 tháng 3 năm 1975 vào Buôn Ma Thuột, cánh nam của quân đoàn 2, quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị sụp đổ hoàn toàn. Những nỗ lực tái chiếm Buôn Ma Thuột của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong các trận phản công ngày 11 và 13 tháng 3 đều thất bại.
Ngày 14 tháng 3, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu, đồng thời là Tổng tư lệnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã có một bước đi hết sức sai lầm khi ông ta quyết định rút quân trên toàn địa bàn Tây Nguyên để về giữ miền duyên hải Trung Bộ. Ba ngày sau đó, hầu như toàn bộ quân đoàn 2 của quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị tiêu diệt và tan rã trong sự rút quân hỗn loạn trên con đường số 7 định mệnh. Chiến dịch này mở đầu cho những thất bại quân sự không thể cứu vãn nổi và tạo nên một lỗ hổng rất lớn trong tuyến phòng thủ quân sự của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại địa bàn quân khu 2. Chính những sai lầm có tính chiến lược trong phương án và cách thức điều quân phối trí lực lượng của các cấp chỉ huy quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã gây nên sự thất bại và tan rã toàn diện của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại miền Nam Việt Nam. Hồi đó thì một là phục vụ cho cái tấn công quân sự cho tốt, bảo đảm bí mật, bảo đảm quân yếm này kia tấn công là bất ngờ, giữ được bất ngờ. Mình phải phục vụ chuẩn bị chiến trường, đưa tình hình ra cho bộ đội chủ lực họ biết hết để họ bố trí quân thế nào. Cái đó là một cái việc cũng mà tỉnh ủy là phải đảm bảo. Thứ hai là tỉnh phải bảo đảm cho được một cái lực lượng chính trị đi cùng bộ đội vào. Bộ đội giải phóng đâu thì lực lượng chính trị có mặt để mà tuyên truyền vận động dân đứng lên phá ấp phá kèm. Đó là cái chuẩn bị thứ hai. Chuẩn bị thứ ba là chuẩn bị cái lực lượng để mà tiếp quản. Tức là mình tiếp kỳ này không phải là mình phá vỡ để mình bỏ đi, và không phải là để nó dễ gì nó chiếm lại. Cho nên phải làm thế nào là quản lý cho tốt, tiếp quản, ủy ban quân quản là tiếp quản tốt. Cho nên là tôi phụ trách chung, thế là anh Mai Quang là phụ trách cái đoàn chính trị đó. Đi vào, quyết là phụ trách cái chuyện quân quản với hiệp lốc. Mỗi đứa lo mỗi việc, anh Mai Thương thì lo phía Chia Reo. Tôi chuẩn bị cho việc giải phóng Chia Reo. Ở Chia Reo cũng thuộc mình, cũng trưởng ban quân quản của Chia Reo. Hồi đó các đồng chí trong thương vụ, trong thường trực, bí thư, phó bí thư là chịu trách nhiệm những cái công việc như vậy. Thì phải nói là làm cho nó làm cho tròn nhiệm vụ đấy. Nhưng thứ hai là hết sức tin tưởng, có một lòng tin tuyệt đối, rồi mới tuyên truyền vận động công tác tư tưởng trong nội bộ thật tốt vững vàng, để tất cả đội ngũ cán bộ đánh sang Bình Thuận thì toàn tỉnh phải làm gì, tất cả cái đó đều phải chỉ đạo chặt chẽ cả. Bây giờ phải chỉ đạo hết, chỉ đạo sẵn sàng công tác tương tự, công tác kế hoạch, tất cả đều có như vậy. Các tướng của quân đội nhân dân Việt Nam nhận định tiềm lực vũ khí của ta không thể chống lại quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nên đã có cuộc họp khẩn tìm phương án kháng chiến. Nhận thấy diễn biến chiến trận càng lúc càng cam go, quân ta sử dụng phương án chiến đấu nghi binh, tạo thế và cài thế. Một loạt các hành động nghi binh đã được quân ta triển khai. Những hành động ấy dẫn đến những thông tin trái ngược trong các báo cáo tình báo của CIA, Phủ Đặc ủy Tình báo, Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và Bộ Tham mưu và Cơ quan Tình báo Quân đoàn 2 Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, khiến họ không hề hay biết gì về việc tập trung quân của quân đội nhân dân Việt Nam tại Buôn Ma Thuột. Họ vẫn lầm tưởng rằng mục tiêu tấn công của ta chủ yếu vẫn nằm ở Pleiku và Kon Tum. Thưa bác, chúng cháu được biết bác là chỉ huy của Trung đoàn 4 tại bến cầu nổi Sarawak. Vậy bác có thể kể cho chúng cháu nghe về cái quá khứ hào hùng của đơn vị bác trong thời kháng chiến được không ạ? Từ năm 1973, 74 và những tháng của đầu năm 1975 ấy, thì lúc đó là tôi làm trung đoàn trưởng trung đoàn 4 thuộc sư đoàn 470 và đoàn 559. Được giao nhiệm vụ mở một tuyến đường từ đường 19
thuộc đất của Gia Lai, về đến Nam Cherepok. Chiều dài cái đoạn mở là trên 80 cây số. Tiêu chuẩn kỹ thuật lúc đó là giao cho làm đường ấy, là cái mặt đường là 8 mét, đào hai bên rãnh, mỗi rãnh là 1 mét, thì còn lại mặt đường chính thức của nó là 6 mét. Thì từ đường 19 mà vào đến xe bốc là trên 80 cây số. Mặt đường của nó là được giải cấp phối đồi của hiện nay là ta đi. Bán kính là quy định là lớn hơn 15 mét, độ dốc là dưới 10%. Coi như đi xe, yêu cầu xe là 1.000 xe ngày đêm liên tục. Tốc độ xe phải đảm bảo là 25 đến 30 km/h. Tất cả các hệ thống cầu, cống, cầu ngầm, các cái suối, sông thì đều được là làm cầu, rồi làm ngầm, rồi bắc cầu phao để xe của ta đi qua. Có là tiêu chuẩn như thế. Và làm là làm theo nó. Thế thì tôi nhận nhiệm vụ này thì được 80 cây số, thì tất cả các phía ngoài là mình làm ngầm và làm cầu nhỏ, nhưng mà riêng đến Hà Cherepok thì phải làm cầu, phải làm cái cầu nổi. Mà cầu nổi đó là tháng 11 năm 2013 thì tôi đã Sở Văn hóa Thông tin du lịch của tỉnh Đắk Lắk cũng đã yêu cầu vào đi tìm cái mốc lịch sử đó. Thì sau 38 năm thì tôi trở lại cái vị trí mà tôi chỉ huy trực tiếp đó, tôi tìm được một cái vị trí chính thức là một cái bến cho xe tăng của ta đi và một cái bến cầu cho xe đi. Mà cầu đó là cái chiều dài lúc bây giờ là cái cầu nổi là chiều từ bờ bên này sang bờ kia là coi như chiều dài là 80 mét, chiều ngang cái bề ngang là 4,5 mét, dùng cho các loại xe từ 25 đến 30 tấn đi qua được. Đấy, đấy là xe vận tải của ta như thế. Thế thì xe tăng không đi được thì phải yêu cầu phải làm một cái bến khác phía dưới, phía trên thượng lưu của đó là có một cái bến xe tăng dùng trong cái thác nó lung tung, thì mình sẽ sử dụng là làm bằng đi, đồng thời là vận chuyển đá về để san bằng, để cho nó bằng thẳng để đi từ bên này sang bên kia. Đấy. Chiến thắng vang dội của trận đánh Buôn Ma Thuột là khởi đầu cho những chiến thắng liên tiếp sau này của quân đội nhân dân Việt Nam ta trong hành trình thống nhất đất nước. Và cũng chính trận đánh này, một lần nữa quân đội ta lại cho thấy một chiến thuật đấu tranh mới, nghệ thuật nghi binh tài tình và khả năng khai thác triệt để những sai lầm của địch để đánh vào những nơi hiểm nhất, yếu nhất của chúng. Ở nhà đầy Buôn Ma Thuột còn có một dãy xà lim để giam giữ những tù nhân đặc biệt. Dãy xà lim này có 21 phòng giam. Bình thường mỗi tù nhân được giam trong một phòng, nhưng khi nào đông thì có thể nhốt 2 đến 3 người. Cuối mỗi giường đều có 2 ống tre để đựng nước uống và để đại tiểu tiện.